Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP với việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được thực hiện nhằm mục tiêu đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng, góp phần phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở các địa phương theo chuỗi giá trị. OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân như doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Trong năm 2019 đã có 12 địa phương được lựa chọn hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gồm Lào Cai, Sơn La, Bắc Cạn, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp. Nhiều sản phẩm từ chương trình OCOP có chất lượng cao không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn được phân phối bởi các chuỗi siêu thị lớn, giúp giá trị sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn gia tăng đáng kể, đóng góp quan trọng vào mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam lên 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Bộ Công Thương đã xác định thế nào là tiêu chí của những cái điểm giới thiệu và bán hàng OCOP. Một là nằm gần những cái khu dân cư, gần những cái nơi mà dừng chân của các cái tour du lịch, đông khách du lịch, và làm thế nào đó là đưa được những cái hàng hóa mà đạt chuẩn vào những cái hệ thống này. Thứ hai nữa là cũng xây dựng ra được những cái biểu trưng để nhận diện được những cái điểm bán hàng này và quảng bá một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền đến các địa phương để biết được có những cái hệ thống bán hàng này đưa hàng hóa OCOP vào hệ thống. Và cái chương trình này còn có một ý nghĩa nữa, đó là tạo đầu ra cho người dân ở khu vực nông thôn, mỗi xã một sản phẩm thì đưa được vào những hệ thống phân phối là có được những cái nguồn thu nhập một cách thường xuyên và cải thiện được đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, trở thành những cái vùng đáng sống. Việc Bộ Công Thương triển khai chương trình kết nối các sản phẩm và điểm bán hàng OCOP là một chương trình rất thiết thực, giúp quảng bá rộng rãi các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng. Với cái điểm OCOP 97 Trần Hưng Đạo của thành phố Đồng Hới này, thì chúng tôi cũng muốn ở đây là một cái điểm đầu tiên và là một cái điểm nhấn để lan tỏa ra toàn tỉnh và cũng là lan tỏa ra các cái địa bàn của các huyện, thị xã trên địa bàn của tỉnh, và cũng như là cái nơi để mà tập trung các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất có cái chất lượng và có cái uy tín của tỉnh về nông sản, để tiến đến là chúng tôi sẽ xây dựng được một cái chuỗi các cái cửa hàng giống như An Nông Farm, cũng như là cả một cái chuỗi các cái kênh phân phối các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn của tỉnh Quảng Bình. Thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP thì trong chương trình chúng tôi đã có cái kế hoạch triển khai. Thứ nhất là công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng. Cái thứ hai là tổ chức các cái hội chợ, tổ chức tham gia các cái hội chợ của các tỉnh, của cả nước. Đặc biệt có những đợt là chúng tôi có đề nghị các cái đơn vị đi cùng với đoàn của Trung ương đi tham quan học tập ở các nước ngoài. Và một vấn đề nữa mà chúng tôi cũng quan tâm, đấy là vấn đề là đẩy mạnh làm sao sự kết nối giữa người sản xuất với các cái doanh nghiệp. Trước tiên là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk, sau đó là một số cái doanh nghiệp mà đóng trên địa bàn miền Trung và miền Đông, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng đây là một cái phương thức làm rất là hay, rất là cực kỳ là đúng đắn, theo cái đúng nghĩa với cái từ là bà đỡ cho các sản phẩm nông nghiệp của nước nhà nói chung. Đấy. Nếu như một cái hợp tác xã như của chúng tôi, nền nông nghiệp thì còn đang rất là hạn chế, các thành viên hợp tác xã còn rất là khó khăn để vươn ra thị trường. Đấy. Mà chương trình đã hỗ trợ, đã giúp đỡ cho chúng tôi được đến một cái sân chơi lớn của các cái điểm bán OCOP trên toàn quốc như thế, thì chúng tôi thấy đây là một cái điều kiện cực kỳ là hữu ích cho những doanh nghiệp, những hợp tác xã nhỏ và vừa, cũng như là cho người dân của chúng tôi. Cửa hàng chuyên biệt của OCOP của tỉnh ấy, thì sẽ lựa chọn những cái sản phẩm tiêu biểu của đưa vào cái thương mại đưa vào cái trung tâm OCOP của tỉnh, thì nó sẽ hiệu quả nó cao hơn, vì dân sẽ, tức là gần như là cái khẳng định cái thương hiệu riêng của tỉnh Nam Định, những sản phẩm OCOP của riêng của tỉnh Nam Định, nếu mà đưa vào trung tâm thương mại thì nó vẫn chưa nhấn mạnh về sản phẩm của tỉnh Nam Định nhiều hơn nữa.
Quảng Bình là một trong 12 tỉnh được Bộ Công Thương thí điểm mở điểm bán sản phẩm OCOP và An Nông Farm là điểm bán hàng OCOP đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn. Hiện An Nông Farm có hơn 40 mặt hàng là các sản phẩm đặc trưng có lợi thế của Quảng Bình. Một số sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm nông sản sạch tiêu biểu của tỉnh như rau sạch An Nông, sâm bố chính, cao cà gai leo, mật ong, miến rong, tinh bột nghệ, tinh dầu tràm, nấm các loại, vân vân. Quảng Bình cũng là một trong những cái tỉnh mà được sự quan tâm của Bộ Công Thương cũng như là vụ thị trường trong nước chọn để mà triển khai thí điểm cái mô hình cái điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn. Thì qua cái khảo sát cùng với phối hợp giữa Sở Công Thương Quảng Bình và vụ thị trường trong nước thì chúng tôi đã chọn cái điểm là 97 Trần Hưng Đạo của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để thực hiện cái quầy thí điểm giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình cũng như là thực hiện những cái chương trình tuyên truyền quảng bá về cái sản phẩm OCOP của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh. An Nông vừa là người sản xuất nhưng cũng là người là cái kênh để phân phối đưa các cái sản phẩm OCOP của Quảng Bình đến với tất cả những cái khách hàng ở đây. Thứ hai là về cái địa điểm của An Nông cũng rất là thuận lợi. Thứ ba là An Nông là đang có những cái hợp đồng như là hợp đồng đầu ra một cách rất là đều đặn đối với các cái siêu thị Co.op, siêu thị các cái siêu thị cửa hàng thực phẩm sạch ở trong và ngoài tỉnh, rồi có các cái hợp đồng đối với các cái trường học, đặc biệt là các cái trường học có cái uy tín. Vì vậy mà An Nông rất là vinh dự được Sở Công Thương và Bộ Công Thương đã tạo điều kiện để chọn An Nông là cái kênh, là cái cầu nối giữa các cái nhà sản xuất đối với cái khách hàng. Các điểm bán sản phẩm OCOP khi được triển khai sâu rộng sẽ là nơi giúp người nông dân và nhà sản xuất giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của nông dân, đạt được mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.